Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay 20 tháng 1, Ủy ban Kinh tế cho biết Quốc hội đã yêu cầu cơ quan này xem xét, đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động của taxi Uber, loại hình taxi gây ra khá nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Theo báo cáo được Bộ Công Thương gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Uber là một dịch vụ trung gian, không sở hữu xe ô tô, không có lái xe và làm nhiệm vụ gắn kết người cần đi xe với người sở hữu xe. Khác với Grab Taxi và Easy Taxi, xe ô tô tham gia vào mạng lưới Uber không phải là xe của hãng taxi, mà là xe cá nhân nên được gọi là dịch vụ taxi không biển hiệu. Cũng theo bộ này, Uber là một mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh mới dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố mới chưa được quy định và kiểm soát đầy đủ bởi luật pháp hiện hành. Bộ Công Thương đã đề xuất Ủy ban Kinh tế, ra Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu để có phương án quản lý cách tính cước phí của Uber vì hóa đơn Uber phát hành thay cho chủ xe. Mô hình phân chia thu nhập giữa Uber và các đơn vị kinh doanh vận tải đối tác cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý thuế, đòi hỏi có biện pháp quản lý phù hợp để duy trì sự bình đẳng với các đơn vị kinh doanh vận tải khác.